Thông báo: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nghỉ hưu, bổ nhiệm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo. Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Đồng thời, tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn giám mục hiệu tòa Katrum và đang làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, chống tòa và theo ý tòa thánh. Tiểu sử Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 tại giáo xứ Lạng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 15 tháng 8 năm 1964, ngài vào tập viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu. Từ năm 1965 đến năm 1972, ngài theo học triết học và thần học tại Học viện Đa Minh Vũng Tàu và Thủ Đức. Năm 1968 đến năm 1971, ngài theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân triết học Đông Phương. Ngài thụ phong linh mục ngày 8 tháng 8 năm 1972 tại Sài Gòn. Từ năm 1972 đến năm 1978, ngài du học tại Đại học Greensboro, Thụy Sĩ và tốt nghiệp tiến sĩ triết học Tây Phương. Từ năm 1978 đến năm 1979, ngài theo học chính trị kinh doanh tại trường Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Từ năm 1981 đến năm 1986, ngài là giáo sư tại phân khoa thần học Lima, Peru. Từ năm 1984 đến năm 1991, ngài là giáo sư và giám đốc học vụ của Học viện Thần học Gioan thứ 23 tại Lima, Peru. Từ năm 1989 đến năm 1994, ngài làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Bartolomé de las Casas, Lima, Peru. Năm 1994, ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Đức Mẹ Lên Trời, São Paulo, Brazil. Từ năm 1996 đến năm 2004, ngài là giáo sư tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Từ năm 2004 đến năm 2007, ngài trở thành giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh, được truyền chức giám mục ngày 23 tháng 7 năm 2010 với khẩu hiệu giám mục Sự thật và tình yêu. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, tách ra từ giáo phận Vinh, và Đức cha Phaolô được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Tiên Khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Tại đại hội lần thứ 11, ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập, Đức cha Phaolô được bầu làm chủ tịch ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên 2010 đến 2013. Tại các đại hội lần thứ 12, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013 và lần thứ 13, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2016, Đức cha Phaolô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là tiểu sử Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Ngài sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1969 đến năm 1979, ngài học các trường La San Mosa, La San Tabe Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1979 đến năm 1984, ngài theo học Đại học Tổng hợp là trường khoa học tự nhiên của thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp cử nhân toán tin học. Từ năm 1993 đến năm 1999, ngài tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thụ phong linh mục ngày 30 tháng 6
năm 1999 tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Từ năm 1999 đến năm 2001, Ngài là linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 2001 đến năm 2006, Ngài học tại Học viện Gia đình Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đại học Lateranensis, Roma, tốt nghiệp tiến sĩ thần học, chuyên biệt về hôn nhân và gia đình. Năm 2006, Ngài học về đào tạo ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma. Từ năm 2006 đến năm 2014, Ngài về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn làm việc. Từ năm 2007 đến năm 2013, Ngài trở thành giám đốc nhà huấn luyện tiền chủng viện Thánh Phaolô Lộc, dự bị đại chủng viện của Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ năm 2007 đến năm 2017, Ngài là trưởng ban mục vụ gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn, là thư ký Ủy ban mục vụ gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2017, Ngài là giám đốc nhà huấn luyện tiền chủng viện Thánh Phaolô Lộc, dự bị đại chủng viện của Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ năm 2009 đến năm 2014, Ngài là thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo tỉnh Sài Gòn. Từ năm 2014 đến năm 2018, Ngài là chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017 với khẩu hiệu giám mục "Này con đây". Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Tại đại hội lần thứ 14, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Louis được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp là một vị chủ chăn để lại nhiều dấu ấn tốt lành tại giáo phận Vinh và tân giáo phận Hà Tĩnh. Ngài là người dám nói, dám làm và dám lựa chọn đứng về phía người nghèo, người yếu thế. Đặc biệt, trong vụ Formosa xả thải ra biển, gây thảm họa, Ngài đã ban hành thư chung ngày 13 tháng 10 năm 2016. Trong đó thẳng thắn nêu rõ vấn đề và có nhiều hoạt động để yêu cầu các bên hữu trách giải quyết. Ngài cũng là một vị mục tử gần dân, hòa hợp và giản dị. Với cương vị giám mục tiên khởi giáo phận Hà Tĩnh, trong hơn 2 năm qua, Đức cha Phaolô đã từng bước vững chắc đưa giáo phận mới đi vào hoạt động một cách tốt đẹp. Theo giáo luật, Đức cha Phaolô đã đệ đơn xin nghỉ hưu từ năm 2020, tuy nhiên đến nay, Tòa Thánh mới chính thức chấp thuận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho Đức cha Phaolô, cho Đức Tân giám quản tông tòa và cùng hiệp thông cầu nguyện với giáo phận Hà Tĩnh.